giám trình nước Việt xin chào tất cả các bác. Và bây giờ đã là ngày cuối năm rồi, có lẽ khoảng hơn 10 ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán của chúng ta. Và nhà mình lại đang tiếp tục đóng gói những cái đơn cám họa mi, chích chòe, chào màu và cu gáy gửi tới anh em nghệ nhân toàn quốc. Và tiếp tục ở đây thì nhà mình lại đóng gói cái thức ăn dành cho chim họa mi. Đấy, như các bác đang thấy, đây là cái hạt cám mà các bác có thể nhìn thấy. Cám mi của bên mình thì sử dụng ổn định quanh năm luôn. Đó. Hoàn toàn là từ những cái nguyên liệu tự nhiên. Đây, nhà mình đang chia thành các gói đây. Phía bên ngoài phía nhà đất này thì thời tiết rất là rét, thì mình vẫn treo cả các chim ở phía bên ngoài nhà. Đó. Quay trở vào phía trong nhà là một số cái đơn hàng gửi cho anh em, cũng xin chia sẻ với cả nhà. Ví dụ như là đơn cám mi chòe của anh Hùng của Hà Nội này. Đấy, đấy, một cân thật anh đánh hộp như thế này. Đấy, phía bên này là của anh Tuyến của tận Đắk Nông cơ. Đắk Nông bây giờ gửi nhanh lắm, cũng khoảng 3-4 ngày là tới rồi. 2 cân chòe, đấy, đóng bịch 2 cân như thế này. Đấy, anh cám mi của Phú Yên này. Đấy, cân mi đóng một bịch một. Theo đây là của anh Nam. Anh Nam ở Vũng Tàu cũng 2 cân chòe. Đấy, lần này anh em lấy gần Tết là phục vụ cho Tết, và mỗi lần anh em có lấy 1-2 cân một. Đây, anh em này cũng 2 cân của Đà Nẵng là anh Thế này, ủng hộ rất là nhiều rồi. Đấy, một bịch 2 cân. Đấy, phía bên này anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái cám mi anh Thùy của Hưng Yên này. Thùy ủng hộ rất là nhiều, 1 ký. Đấy. Tiếp theo là anh em Thanh Hóa này, cám chào màu này. Đấy. Anh Hà Nội ở Trưng Mỹ cám màu 1 ký luôn này. Đấy, anh em anh Quang cám mi chòe của Bà Rịa Vũng Tàu này. Phía bên này là của một số anh em nữa, ví dụ như là anh em lấy 5 cân luôn mi chòe màu luôn. Đây, một bịch to này. Đấy, này luôn. Đấy, còn phía bên này. Để quay trở lại với cái sản phẩm cám mi thì các bác đang nhìn thấy ở đây. Đó. Nhà mình đang đi vào đóng gói hút chân không để đảm bảo cái sản phẩm nó được tốt nhất. Đó. 1 kg tương đương với là 200.000. Như các bác đang nhìn thấy ở đây. 1 kg mà được 4 gói các bạn nhé. Đấy. Miễn phí ship tận nhà luôn. Đó. Thì các bác có sẵn nhu cầu về cái sản phẩm cám mi chòe màu thì liên hệ trực tiếp với nhà mình. Hai cái số điện thoại nhà mình đang sử dụng ở trên màn hình: 0908070555 và 0944114410. Các bác chịu khó vào website chimcanhdatviet.com hoặc là camchimdatviet.com ấy để xem nhiều nhất cái chia sẻ thực tế về kinh nghiệm nuôi chim họa mi, chích chòe, chào màu, cu gáy. Mình chia sẻ rất là nhiều ở trên đó rồi. Đó. Đây, 1 kg tương đương với là 200.000, được 4 gói, miễn phí ship tận nhà luôn. Đây là đặc trưng của cá mi. Đây, phía bên này cũng còn một số anh em nữa thì cũng chia sẻ với cả nhà để anh em yên tâm, chắc chắn là sẽ đến trong khoảng 2-3 ngày nữa, đến trước Tết ông công ông táo của chúng ta. Anh em của một cân cám mi của Hải Dương. Hải Dương này đang dịch, đâm ra là anh em chịu khó ra cái điểm chốt dịch nhá, đeo khẩu trang và ra điểm chốt dịch để lấy cám mi. Đấy, nhiều điểm là shipper chỉ mang đến được điểm chốt dịch thôi. Tiếp theo anh em cám màu của Phú Thọ này. Đây anh em cám mi của Bắc Ninh này, anh Thành, ảnh hộ rất là nhiều. Tiếp theo anh em cám mi chòe Bình Dương này, 2 ký luôn. Cái này là cám mi anh em mi than mi chòe Bình Định, hay là cám chào màu của Long Biên. Phía bên này là cám mi chòe đấy, cũng cám màu rồi cu gáy này, cám chào màu vân vân của một số anh em ở phía bên kia nữa. Đấy thì mình xin chia sẻ lại nhé, trong video này thì đây là những cái hạt cám họa mi hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên luôn, chúng ta sử dụng ổn định quanh năm. Thì các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với cám chim đất Việt theo hai số điện thoại như các bác đang thấy ở trên màn hình này, và các bác có thể tương tác với mình qua cái Facebook cám chim đất Việt. Đấy. Hoặc là qua kênh YouTube cám chim đất Việt thì các bác có thể xem được rất nhiều clip thực tế mình hướng dẫn ở trên đó và chia sẻ các sản phẩm của cám chim đất Việt. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ cám chim đất Việt trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói các sản phẩm để phục vụ cho anh em sử dụng Tết cũng như là sau Tết Nguyên Đán.
xin chào tất cả các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Cám Xuyên Việt. Xin chào các bác.